người lo lắng công khai chuyện Phi Nhung suy sụp tinh thần sau ồn ào với Hồ Văn Cường. Vào tối ngày 23 tháng 6, Đức Hiếu, con nuôi của ca sĩ Phi Nhung, viết dòng trạng thái gây chú ý với nội dung: "Đầu tiên, em xin chào quý anh chị và cô chú, em là con của mẹ Nhung. Gần đây em cảm thấy buồn, vì khi nhìn thấy mẹ em sức khỏe suy sụp, phải lo lắng cho đứa em của em Hồ Văn Cường. Tất cả ai cũng biết mẹ em là một người lương thiện, mang tâm Phật, nên ít khi làm phật ý của ai. Em tin mẹ em luôn quan tâm đến người khác. Em cảm thấy rất buồn khi quý anh chị buông những lời nói làm ảnh hưởng đến mẹ em. Em Cường đang trong thời kỳ tập trung ôn thi tốt nghiệp nên cần phải tập trung cao độ vào việc ôn thi. Quý anh chị phải để em ấy tập trung vào việc ôn thi. Em rất thương mẹ em, nên mọi người thương thì thương cho đúng nghĩa của chữ thương, chứ đừng buông những lời ác ý làm ảnh hưởng đến người khác. Em biết ai cũng có thần tượng, nhưng làm theo đúng cách cho họ vui, hạnh phúc, chứ không phải đua nhau vào để phá hoại hạnh phúc của họ thì không nên vậy ạ. Sống phải cho tốt để ngẩng cao đầu với xã hội, sống đúng nghĩa là con người. Mấy ngày nay em cảm giác trong người em rất khó chịu và lo cho mẹ em. Em nghĩ ai cũng có sai lầm, có sai thì có sửa. Là fan, tất cả quý anh chị phải biết suy nghĩ cho idol của mình. Phía trước là nụ cười với anh chị, ai biết đằng sau là những lời châm chọc nói xấu. Em là con, em hiểu mẹ em thế nào. Nếu đúng là chịu thương, nên xin tất cả quý anh chị thả cho nhẹ lòng, bỏ khẩu nghiệp. Có lẽ cuộc đời vui hơn. Xin chào anh chị ạ." Ngay sau đó, Phi Nhung có động thái chia sẻ bài viết trên và bày tỏ: "Trời ơi, con tôi đã lớn rồi. Mẹ khóc vì thấy con đã khôn lớn. Mẹ rất là mừng. Cảm ơn ông trời đã cho con những đứa con biết thương mẹ, thương các em. Mẹ vui lắm." Tranh cãi giữa cặp mẹ nuôi con nuôi, đình đám này bắt đầu xảy ra khi hàng loạt tin nhắn quán quân Việt Nam Idol Kids 2016 nói xấu Phi Nhung xuất hiện trên mạng xã hội. Sau đó Hồ Văn Cường cùng gia đình đã phải lên tiếng giải thích và xin lỗi nữ ca sĩ. Tuy nhiên, ồn ào chưa dừng lại ở đó. Việc hai lần giọng ca 10X phải tự đối mặt với thị phi khiến cho mẹ nuôi của anh bị chê trách mà đẩy con vào chỗ nhiều tranh cãi. Đặc biệt Phi Nhung cũng thừa nhận quản lý là người giữ tiền thưởng và tiền các xe đi hát suốt 5 năm qua của Hồ Văn Cường. Cả người trong nghề và khán giả đều bàn luận sôi nổi việc này. Cuối cùng nữ ca sĩ tuyên bố vào thời điểm phù hợp cô sẽ trả lại toàn bộ tiền để cho con nuôi thực hiện mong muốn tự lập. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi.